Thưa các vị khách quý, thưa tất cả các thầy cô giáo, các đồng nghiệp, hôm nay tôi rất vui được có mặt tại khán phòng tại trên trường tại trường Võ Bách Khoa Hà Nội, cho tất cả quý vị tổ chức một hội thảo hết sức là quan trọng và thú vị như này. Như chúng ta đã biết trong thời gian vừa qua ấy, thì những cái cụm từ hay là những cái khái niệm như là khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo, hệ sinh thái chúng ta bàn rất là nhiều. Nhà nước cũng thực hiện một số điểm, cũng đã có một số các chính sách, nhưng trong quá trình vận hành ấy, chúng ta đều thấy là rõ ràng nó chưa đạt được như mong muốn. Đối với cái nhà nước thì chúng ta đã có cái đặc biệt nhà nước đã có cái sau khi mà cái phong trào khởi nghiệp và cái đổi mới sáng tạo ra đời, chúng ta đã có một số cái chủ trương, ví dụ như là cái đề án 844 mới đây thì chúng ta đã biết trong ngày hôm nay chúng ta thảo luận để nhìn 38, nhưng trong quá trình vận hành chúng ta thấy vướng rất nhiều. Đặc biệt đối với trường cụ thể như những cái điểm như là trường Võ Bách Khoa rồi, mặc dù chủ trương của nhà trường đặt ra là không chỉ riêng là khởi nghiệp mà sẽ lấy tri thức, lấy sáng tạo là cái nền tảng, cái gốc cơ lõi để phát triển các cái doanh nghiệp khởi nghiệp như thế nào, tạo ra một hệ sinh thái. Bản thân nhà trường thì cũng đã có cả một cái hệ thống doanh nghiệp đã ra đời từ cách đây nó vận hành và một phạm vi nào đó thì cũng tương đối tốt và cái điểm mới trong các cái trường hoạt động trong trường đã kết quả rồi. Nhưng để đạt được cái kỳ vọng như mong muốn thì còn rất xa, mặc dù có sự ủng hộ của trường, có sự ủng hộ của nhà nước, nhưng rõ ràng nó vướng rất nhiều thứ. Làm thế nào để có thể biến cái nghiên cứu, biến cái tri thức của các nhà khoa học được đưa vào đầu tư để thành cái hoạt động trong khởi nghiệp cũng như là vận hành tiếp như là tạo thành hệ sinh thái. Thì hôm nay trong cái chủ đề các đồng chí đã có trong tay cái chương trình, chúng ta sẽ bàn rất nhiều từ cái xem cái đề án tạo nên những vận hành thế nào, tiếp theo là những cái chủ trương mới cái 38, tiếp theo là có những vấn đề giải đáp thắc mắc và đặc biệt là có đại diện của bộ kế đầu tư khoa công nghệ, chắc các đồng chí sẽ đến luôn, đồng chí cục trưởng cũng đã sẽ đến. Thế thì trong quá trình làm chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi và hy vọng là ở đây có rất nhiều thầy cô giáo của trường Bách Khoa luôn, cũng như các đồng nghiệp từ các trường khác nữa, cũng như các nhà đầu tư, chúng ta hy vọng là sẽ có một buổi thảo trao đổi kỹ lưỡng về những vấn đề làm sao để tháo gỡ được những vướng mắc và thật sự để biến cái đổi mới, cái sáng tạo là cơ sở cho cái khởi nghiệp và tạo ra một hệ sinh thái rất lành mạnh, phát triển theo đúng với mong muốn và đáp ứng được những cái yêu cầu của xã hội. Xin cảm ơn các chị. Thank you.